Chào anh em nhé, hiện tại chiều buổi chiều là mình đang đứng bên cạnh đây là một chiếc xe iBlade đời mới nhất, vừa mới mua xong nhưng mà phiên bản 2023 nhé. Và một chiếc xe Dream này mình vừa mua xong đi thử quá chất luôn. Vì mình kết quá là nó đi mình mới mua. Một chiếc 2000 mà cách đây 2-3 ngày mình đến mình anh hai anh em vật vò mãi mua được. Một chiếc xe Dream tái kia hơn 15 triệu. Và bên cạnh mình đang mua một chiếc xe Basic của một ông anh ở trong nhà. Thế bây giờ là hiện tại đang viết giấy bán, đang hai Dream Thái, hai khách vừa về xong. Một chiếc iBlade này của bên Honda rất là nổi tiếng ở Cầu Giấy. Hiện tại là cũng không muốn lên like, cũng đang viết giấy bán trong nhà. Vì là đây là những anh em đại lý, chủ vừa bán xe cho khách xong mà khách lại có nhu cầu lên SH. Em vào lấy chìa khóa đấy. Đây chiếc xe này, anh em cho anh em xem cái bản của phiên bản 2023 nhá. Đây. Phiên bản mới nhất hiện nay mới mua đăng ký tháng 7 2022 đây. Bản ET cộng nhá. Máy ET cộng nó khác ấy. Đây. Xe dán kín lông, xe anh em vừa bấm biển xong đã mua nhá. Đây một con xe này hiện tại chủ xe đang ở trong nhà. Ok, đây máy nổ. Xe này đăng ký tháng 7 năm 2022 nhá, chạy 2300 cây vừa mua xong. Đấy, máy nổ ngon lắm. 2022. Đấy, mới. Ông anh đây đây, ông anh đây đây. Anh em phỏng vấn cái con xe Basic chứ. Ok anh em chào các đại ca như này đi. Anh em đến cho anh xin các bạn cái mic cho anh em giao lưu một tí. Đây là anh em đến bán một chiếc xe Basic cho mình nhá. À mình giới thiệu anh em đây, mình tên gì nhỉ? Em tên là Tuấn ạ. Thưa Tuấn ạ. Quê ở Nghệ An. Nghệ An. Hiện tại đang công tác và làm việc ở Hà Nội. Long Biên, Hà Nội. Long Biên nhá. Hiện tại là cũng đường like của tôi là cũng là một trong những khách quen ở bên mình rồi đúng không? Đến anh em Tuấn này đến bán một chiếc xe Basic. Basic 2014. Đời 2014. Đi ngon không ạ Tuấn? Đi quá sướng luôn đấy. Quá sướng luôn đúng không? Đi lúc trình cổng quá nên em lấy chìa khóa thì. Lấy chìa khóa đúng không? Chắc đi nó hơi cồng kềnh quá đúng không? Từ trước công trình thì mình đi được nhưng mà nhà xe này thì dành cho anh em nhà rộng đúng không? À. Máy móc đi vẫn ok, không vấn đề okay. Gì đúng không? Nhà em đi ở phòng trò nên nó chật chội quá. À hơi chật chội tí. Chạy 2.3 nhá, km chạy 2.3, anh em cẩn thận dán. Em có thể quay một vòng xe của Tuấn anh ấy. Một vòng. Em nó đến từ xe này Tuấn từ mua Điện Biên. Từ Điện Biên. Đấy, từ Điện Biên. Một vòng. Một vòng. Mình kiểm tra rồi, máy móc có thứ ngon. Tuấn hơi nghịch ngợm như dán kiểu Michael Schumacher gọi là tay đua F1 của thế giới. Michael Schumacher. Đấy, máy vẫn ngon, mình kiểm tra rồi. Hai em cũng tán tỉnh nhau từ sáng giờ đúng không? Vâng. Nhắn tin Zalo cái thứ rồi thống nhất giá cả xong rồi Tuấn mang đến. Đấy. Tuấn bảo là xe này mua của một cậu em trước là nhân viên của Tuấn. Vâng. Ở Điện Biên, Nọng Hẹt. Nọng Hẹt Điện Biên. Thế là Tuấn để cho anh trước này là bao tiền đây? 23 triệu. Đấy. Quá. Đầu tiên Tuấn là 27 triệu nha, hai em cũng có cơ kéo xẻ. Nói chung là anh nghĩ là anh giả 22 thôi đúng không? Vâng. Thôi Tuấn bảo thôi nó rẻ quá rồi. Thế rồi thì lên 23. Thế anh cũng thôi ok. Anh em mình cho thoải mái. Đấy máy vẫn nổ. Đấy ngon lắm. Đi vẫn ngon lành cành đào đúng không? Quá ngon luôn mà. Quá ngon luôn. Nó cong kênh ở phòng trò nó cong kênh quá. Anh mở yên đây, mở yên đây. Có phòng trò hơi nhỏ cong kênh thôi nhá. Đây cũng có mà lâu gà hàng này hàng phong thủy. Gà tiến. Phong thủy. Ok, cảm ơn em nhé. Cảm ơn em. Để cho anh em cái xe. Thế là chốt 23 triệu nhỉ? Bây giờ vào đang viết giấy đếm tiền đúng không? Cho anh xin em. Em chào các đại ca trên này đi. Tất cả anh em nha. Rồi. Mình thấy em vào viết giấy đi. Xe này mình kiểm tra cũng tương đối ok rồi. Đấy thì anh em mua đi làm đi ăn. Đi nói chung là dành cho anh em to cao đẹp dai nhỉ. Ok, mình mua của Tuấn 23 triệu nhá. Anh em quan tâm mình cộng con này 3 triệu nhá. Có thấy ok không? Anh nghĩ cũng hợp lý nhỉ? Tống nhẹ nhàng thôi chứ. giả tiền chưa? Ok tiền xong rồi. Bây giờ bắt taxi về thôi. Tu trời, bầu trời Hà Nội hiện tại đang quay đang rất là mưa to. Đấy, bắt đầu chuyển mùa sang thu, bầu trời là rất là thơ mộng. Mùa thu Hà Nội. Mùa thu Hà Nội. Lại quay về một chiếc xe iBlade. Đấy, chạy được có... Hai cái. Toàn đây tắt máy con đấy, anh tắt máy một cái. Con xe này mới đi bản 2023 nhá. Xe đây biển Tây FTO này. Mình mua đã là anh em trong nhà. Thật sự đây là một chủ đại lý xe máy mới.
ở Cầu Giấy này cũng ngại lên sóng, vẫn đang nấp không nhỉ, vẫn đang nấp không lên sóng. Thì mình mua đấy là mua con xe này là 42.500.000 nhé. Anh em ai có quan tâm mình cộng cái này 2.000.000 nhé. Thật sự xe lướt mới, bản 2023 nhé. Vâng, đi nhá. Ok này. Đấy, xe mới em quay vòng nhanh, xe bản 2023 ra làm sao? Đây đây, Oppo hơi to hơn bình thường tí. Phiên bản 2023 nhá, máy ET cộng. Đấy, 125. Đấy, màu xanh. Đây, xe này dành cho anh em, tất nhiên là anh em lười đi đăng ký. Xe phục vụ hết rồi, dán ni lông, chỉ việc dùng thôi. Đôi gương đây, vẫn còn đây. Đôi gương chưa lắp bao giờ nhá. Chưa lắp bao giờ, đăng ký tháng 7, 2022. Vừa mua được một tháng này. Ok, em ra đây. Đây một chiếc xe, đây Dream Thái này đẹp lắm nữa. Con xe này rất là, mình sẽ tả chi tiết. Đây là một chiếc xe Dream Thái, đầu máy 04. Đây, xe này mình mua có 15 triệu nhá. Máy, mình chết mất con máy này, chất này. Đây. Còn bên cạnh những con Dream Thái này thì mình chưa lát nữa, nó hàng quá là quý hiếm, mình tả kỹ hơn. Em quay một vòng. Xe đi làm, đi ăn, đi xây. Mình mua có 15 triệu thôi. Đấy, đầu máy 04, xe chỗ này sơn rồi nhá. Nói chung là lườn là tỉa tốt làm lại rồi. Mộc mạc. Biển 29F mất 180.000 làm lại cái biển nữa. Biển xịn đấy nhưng mà phải lót lại cho đẹp. Một vòng. Bô 2543 nhá. Rồi dùng anh em đi làm đi ăn thôi, vừa mới phải. Đấy, con này mình mua 15 triệu nhá, cộng 2 triệu rưỡi nhá. Các đại ca nào quan tâm, con này máy được, mình thích cái máy. Thật sự nghe tiếng nổ mình sướng luôn quá. Đây, sướng lắm, máy chất. Đấy, cộng 2 triệu rưỡi con này nhá. Đây, quay về vào đây, một xe đúng rồi, đúng biển này, biển 29L, quý lắm. Con xe này mình cách đây 3 hôm mình cũng có like trực tiếp đến mua nhưng ông anh không bán. Ông anh chốt đúng 66 triệu, không bán một tí nào. Mình thật ra cũng rất là tha thiết mua, mà thật sự con xe này mình vừa đi thử xích thích. Ôi, nó xuống. Sơn zin máy zin nhá. Zin Thái, đầu máy 018818. Đây, đẹp lượt nó phẳng căng. Đán kín ni lông phẳng căng. Thật sự ai mình nãy mình đi thử, mình ngồi lên con xe này phát mình thôi, mình xong. Ngồi lên là đã kết luôn. Một vòng. Đây. Một vòng. Đây. Một vòng. Đây nhá. Một vòng. Quá đẹp luôn cho một cuộc tình nhá. Quá chất cho một cuộc tình luôn. Đây. Xương yên sắt vẫn còn zin theo xe nhá. Con này mình mua đó là gần 70 triệu rồi các sếp ạ. Anh em ai quan tâm, thật sự mình chạy mình ga nó nảy đít luôn này. Úi trời ơi. Này, biển bủng, xe nguyên bản, xe đúng đời đúng biển luôn. Quá quý luôn này. Anh em nhìn xe ba cục, hàng nhập khẩu ba cục nhá, xương sắt nhá. Chỗ này gọi là rôm, gọi là sùi thôi chứ không phải gì nhá. Này, đẹp không? Không bao giờ có con này, đẹp lắm. Mình chạy thử này, nổ máy. Vỏ engine nhá, vỏ engine theo xe. Con này coi nha, đại ca nào quan tâm mình bán 75 triệu nhá. Máy này, trời ơi. Đấy, mình ngồi thử, mình đi thử một vòng, mình bảo thôi xuống tiền mua luôn, không phải nghĩ một câu nào cả. Đây, yên gương ngủ zin chắc đét này. Đấy. Đầu máy 818 mình bán 75 triệu. Cảm ơn ông anh đã bán cho em một chiếc xe nha, hai anh em. Bán một con này nữa. Hai anh em hàng xóm mang đây, mình mua luôn một đôi luôn. Đấy, vẫn không quên một chiếc xe bên cạnh, đây là 135 triệu nhá. Đấy, còn một con 135 triệu thì đồ nó sáng hơn, nhưng mà nói về độ đi nhá. Đi con 75 triệu thì nó phê thật sự, nó cảm giác này. Nghe tiếng nổ. Mình không dám nói hay, thật sự ai mà sử dụng con này thì thật sự là cuộc đời là hưởng thụ. Cảm ơn anh em đã xem video này nhé. Có ai có những chiếc xe đẹp hoặc có thể có nhu cầu muốn mua những chiếc xe đẹp, hãy liên hệ vào video đang phát trực tiếp nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.